Xin chào các bạn. Đây là thung mái chèo. Mình cắt khổ 18, 12, 150. Này là 1 mét nha các bạn. Mới cắt xong nè. Quay clip cho anh em xem. Thung mái chèo á, có nghĩa là anh em hay nói là nó giống cái mái chèo á các bạn. Nhưng mà nó bản chất của nó là cái khúc này nè, từ đây nè tới đây nè nó thẳng, từ đây tới đây nó xéo, từ đây nó thẳng. Do cái kết cấu của nó như vậy cho nên nó có những cái đặc tính riêng các bạn, nó không có giống thùng thường. Thùng thường là từ đây tới đây nó xéo, hai đầu nó xéo nhỏ vào nhau đều luôn các bạn. Còn cái này nó chia ra làm 3 khúc: khúc thẳng, khúc xéo, khúc thẳng. Chính vì vậy nó có cái chất riêng của nó. Ngày xưa giờ anh em xài thun mái chèo nhiều rồi các bạn. Nhiều người xài thun mái chèo một lần xong rồi bỏ thun thường luôn, là chuyển qua mái chèo chơi luôn, nghiện mái chèo luôn các bạn. Ở đây là 1 mét nè. Thùng này là thùng EX0.55, thùng của mình. Nó màu xanh ngọc. Xanh này nó xanh trong trong nha các bạn, xanh ngọc. Dày là 0.55. Còn cái bảng máy chèo đây này các bạn, bên nào thích tự cắt á, thì mua cái bảng này về. Mình cũng có bán 150 một bảng, bao ship, cắt theo yêu cầu. Tức là các bạn đặt cái số nào mình sẽ cắt cho số đó. Cái này là bảng cắt nè. Để các bạn chủ động được các bạn cắt ở nhà. Tức là các bạn sẽ mua một cuộn 2 mét về các bạn tự cắt. Thì khi nào các bạn cần bắn, cần thùng thì các bạn sẽ chủ động được. Xưa giờ anh em xài thùng mái chèo của mình rất là nhiều nha các bạn. Từ Bắc vô Nam anh em đặt rất là nhiều. Người 2 mét, người 1 mét, nói chung đủ số hết. Còn cái số này nè các bạn, cái thùng ấy, các bạn thích số nào mình sẽ cắt cho số đó. Dùng 18, 12, 150. Có nghĩa là cái thùng này nè, đầu to này là 18 nè. Độ to là 18, 12 là độ nhỏ, còn độ dài là 150. Mà 150 này nè thật là do là anh em đặt rất là nhiều. Tức là cái mức 150 này nè là đa số anh em cao từ 1m65 tới 1m7 á, hay xài lắm. Tức là bắn tới má á, là vừa các bạn. Nên cái khổ 150 là rất nhiều người xài. Còn dụ bạn nào thấp hơn thì có cao có 1m6 gì đó thì đặt 150 cũng được. Xong rồi các bạn kẹp cái này vô cái ná. Cái đầu này các bạn cột cao lên, các bạn đánh dấu mực đó, lùi lên trên này nè. Các bạn cột nó lại, không sao hết, vẫn bắn như thường. Đó, còn anh em nào chưa trải nghiệm máy chèo thì cứ thử rồi cảm nhận cái sự khác biệt của thùng máy chèo với thùng thường. Nói chung là thùng thường nó có cái hay của nó và thùng mái chèo nó có cái hay của nó. Mỗi cái có một cái hay riêng. Anh em nào muốn trải nghiệm thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại mình để phía dưới, cứ gọi cho mình. Cần cái số nào thì cứ alo đi, mình cắt cho. Ở nhà mình làm cái bảng này nè các bạn, cho nên số nào mình cũng có vậy đó. Anh em nào thích mua cái bảng này thì cũng liên hệ với mình luôn, chung số điện thoại đó luôn. Mua cái bảng đó về anh em tự cắt. Tức là chúng ta sẽ chủ động được, tức là khi nào chúng ta bắn thì chúng ta cắt. Đó, cái bảng cắt nó như vậy này các bạn. Thì nó sẽ cán một cái lớp giấy. Giấy này nè. Về các bạn lột cái giấy này ra thì nó sẽ ra màu trong. Thì nhiều anh em không biết.
cái lúc mình gửi tới nói ủa sao cái trên bảng trên clip thấy nó trong mà sao gửi cái bảng màu vàng. Cái này không có phải nha các bạn, cái lớp này nó bảo vệ giấy, cái lớp giấy này bảo vệ cho cái miếng này đừng có chày, thì khi nào xài thì chúng ta sẽ lột ra. Các bạn thích cắt bản thường thì mình cũng cắt, nói chung là mình sẽ cắt theo ý. Hiện tại giờ nó có hai loại, một là loại thường, hai là loại chèo. Anh em nào cần bản nào thì cứ gọi số này cho mình nè. Đó. Không thì nhắn Messenger, Facebook. Còn số Zalo mình cũng xài số này luôn nha các bạn. Mai quan tâm á. Anh em nào chơi lâu năm mà sẽ tự mua bảng về cắt theo á, chứ không có nhờ ai cắt giùm hết trơn á. Tự mình cắt thì mình sẽ tỉ mỉ mình cắt và thích lúc nào cắt lúc đó. Nhiều khi nửa đêm anh em rủ đi bắn, cái kẹt kẹt quá gấp quá, cho nên mình sẽ có cái bảng này thì mình sẽ chủ động được muốn cắt lúc nào thì cắt. Thùng anh em cần thì cứ liên hệ với mình, khổ to khổ nhỏ gì mình cũng có hết. Đây là 0.55 nha các bạn. Cái thùng chèo cái đặc điểm của nó là kéo nó nhẹ, nhẹ hơn thùng thường nhưng mà cái lực nó mạnh hơn, nó vút hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.